Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 đã quy định cụ thể các trường hợp phải nhường đường cho người đi bộ, xe đạp, xe lăn tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và cả những nơi không có vạch kẻ đường, cũng như khi chuyển hướng, quay đầu, lùi xe. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những trường hợp không nhường đường người đi bộ hay các phương tiện nhỏ hơn, thể hiện ý thức chưa tuân thủ luật giao thông và thiếu văn hóa giao thông. Tại bình thường em đi sang đường thì cũng có những chiếc xe nhường đường cho và những chiếc xe không ạ. Đặc biệt là những ô tô thì mọi người vẫn sẽ nhường đường, còn xe máy thì đôi khi có những chiếc xe vừa đèn đỏ thì người sẽ không nhường đường trong khi đang là đèn đỏ ạ. Cái vấn đề khó khăn ở đây gặp là cái phương tiện giao thông di chuyển cũng khá là nhiều. Đặc biệt là những giờ cao điểm thì cái việc bọn em đi sang đường nó không được thuận lợi. Mặc dù luật đã được quy định rõ như vậy và có mức phạt đối với các phương tiện không nhường đường cho người đi bộ qua đường, thực tế việc các phương tiện giao thông cơ giới chưa chủ động nhường đường cho người đi bộ. Mỗi lần qua đường tại những nơi không có đèn tín hiệu đối với người đi bộ như là một lần họ đánh cược mạng sống của mình. Họ phải nhìn ngang, liếc dọc, vẫy tay xin đường để luồn lách qua hàng tá phương tiện đang vun vút lao đi trên đường. Có rất nhiều nơi tôi đã từng đi qua đường và gặp những cái cảnh mà người ta đi qua và bị ngã, bị các cái xe giao thông ở trên đường đâm phải. Đặc biệt là những cái khu vực như là ở Minh Khai, ở ngõ Hòa Bình 7 Minh Khai, tôi đã từng chứng kiến là có người bị đâm ngã và tử vong ấy ạ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy thực trạng xe lớn chưa có ý thức nhường xe nhỏ. Ai cũng có suy nghĩ mình nhanh là được, ảnh hưởng đến toàn bộ người tham gia giao thông. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Tàu và Xe. Những hình ảnh về văn hóa nhường đường khi tham gia giao thông sẽ là chủ đề của Talk Cabin ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng chào đón vị khách mời, anh Ngô Việt Dũng đến từ thành viên ban điều hành cộng đồng ô tô Văn. Chào Duy Anh. Vâng, như qua cái phóng sự mà chúng ta vừa xem ấy, thì những cái hành động như thế, những cái hành vi như vậy thì nó thường làm xấu đi cái hình ảnh trên đường, đúng không anh? Vậy theo anh đánh giá thì những cái việc như thế nó xuất phát từ đâu? Tôi cho rằng là việc đầu tiên thì cái xuất phát đầu tiên là cái việc phải chấp hành, phải tuân thủ về luật. Vâng. Đây thì chúng ta cũng phải thấy rằng là bản thân chúng ta là trong hệ thống luật giao thông của chúng ta còn quy định có thể là nó chưa mạnh, các chế tài nó chưa mạnh, hoặc là cái việc xử phạt về cái các hành vi mà không nhường đường nó còn chưa rõ ràng, hoặc là cái chế tài xử phạt thì là nó chưa nặng để chưa người nặng. Ta phải đáng phải lưu tâm, đúng không anh? Đúng rồi. Tức là người ta dễ dàng bỏ qua khi mà người ta thấy rằng là cái việc mà nhường hay không nhường ấy, nó một là khó xác định, hai là khi xác định thì xử phạt nó cũng đang là khá là nhẹ. Đúng rồi. Chúng ta sẽ nói về vấn đề mà nhường đường cho người đi bộ trước đi. Kể cả xe máy hay là ô tô, đúng không anh? Những cái việc mà người ta không nhường đường cho người đi bộ như thế thì dẫn đến những cái hệ quả, những cái hậu quả như thế nào? Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái người đi bộ là người yếu thế nhất trong khi tham gia giao thông. Đúng rồi. Và cái đối tượng đấy là đối tượng thường là nếu có xảy ra va chạm thì cái ảnh hưởng, cái tổn thương là sẽ lớn hơn rất nhiều so với các đối tượng khác. Vâng. Đấy, thì như vậy thì về mặt quan điểm của tôi thì những người đấy cần phải được bảo vệ. Và nếu như Duy Anh cũng đã đi rất nhiều nước, Duy Anh cũng nhìn thấy, tức là cái người đi bộ bên kia khi ở những cái vị trí mà không có đèn mà chỉ có vạch sơn kẻ đường ấy, là cho dành cho người đi bộ ấy, thì người đi bộ chỉ cần thò chân xuống đường, automatic tất cả các phương tiện phải dừng lại để cho người đi bộ đi qua đường rồi mới được di chuyển. Wow. Chứ không có cái chuyện là anh đi cố hay là anh còn lách hoặc anh tránh, hoặc là thậm chí là anh lại còn giống như ở Việt Nam mình là gọi là chèn luôn cả người đi đúng bộ rồi. Nữa. Cái lỗi đấy thì bên nước ngoài thì chắc chắn là phạt rất nặng luôn. Wow. Ví dụ như trong tình huống này chẳng hạn, đúng không anh? Đúng rồi. Một chiếc xe Camry này đang đi, rõ ràng nhìn thấy hai em bé đấy, học sinh mà rất bé thôi, rất nhỏ tuổi thôi. Chấp hành là gì? Là đi qua vạch kẻ đường, đi đúng cho người đi bộ. Nhưng mà cái xe đấy họ vẫn cố tình họ đè lên. Rõ ràng là nhìn thấy hai em bé đã đi xuống đường và đã đi ra một đoạn rồi. Đi qua cái phạm vi của cái đầu xe rồi, nhưng mà xe tiếp tục rẽ sang bên tay trái để mà rồi lại quật ngược lại. Hoặc là như trong tình huống này chẳng hạn, một tài xế taxi công nghệ thường xuyên đi trên đường, hoàn toàn cái kỹ năng hay là những cái mà về vấn đề về kinh nghiệm đi đường là những cái người này đáng nhẽ là phải là những người mà nắm chắc nhất, chấp hành cái nguyên tắc là nhường đường cho những xe khác, đặc biệt là với kể cả những người đi bộ, những người khuyết tật. Nhưng gần đây như anh nhìn thấy này, vừa lách lên này, lách qua một chiếc xe khác này, nhìn thấy người đi xe lăn nhưng vẫn cố tình vòng qua phải, chèn lên, xong đó va chạm vào với người đi xe lăn.
một hình ảnh rất là xấu xí đúng không anh? Rất xấu. Cái đánh giá như thế nào? Thì tình huống này thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là không chỉ là đối tượng đi bộ mà đây là đối tượng còn người khuyết tật. Thậm chí là còn phải nhường đường, phải giúp đỡ người ta. Có nhiều trường hợp là không hề vội tí nào nhưng cố tình là gì, là không nhường, cố tình là vượt lên để làm nào để đi trước được người ta. Thế xong đi lên trên kia lại thấy đi từ từ. Duy Anh nói về cái việc đó thì tôi lại thấy rằng là có rất nhiều cái việc liên quan đến nhường đường nữa. Vâng. Ví dụ như là chúng ta hay đi trên đường, chúng ta hay thấy cái việc mà mọi người khi lùi xe. Vâng. Khi quay đầu. Vâng. Khi người ta quay đầu và người ta phải lùi xe lại để người ta quay đầu thì vâng, rõ ràng là nhìn cái xe đang lùi. Vâng. Mà lùi thì rõ ràng là khuất, rất là khuất. Nhưng vâng, mà các xe từ xe máy đến ô tô, thậm chí là cả các phương tiện, thậm chí có cả người đi bộ nữa, vâng, người ta cũng không nhìn, không nhận diện đấy là một cái mối nguy hiểm, vâng, và người ta cứ tiến vào mặc kệ, cứ có khoảng trống là lao vào. Mà những hình ảnh như thế này thì chúng ta thường rất dễ nhìn thấy, đặc biệt là trong những giờ cao điểm. Đúng rồi. Tại những cái nơi mà đèn tín hiệu, kể cả có đèn tín hiệu hay không có đèn tín hiệu, người ta đi cố một tí đúng không anh? Ví dụ đèn đỏ đã dần sang rồi, đèn xanh gần hết rồi, đúng họ rồi, đi cố. Đèn đỏ chưa hết, họ cũng đi cố. Sau đó là gì? Là xung đột giao thông. Trong ngã tư, thậm chí trong ngã tư đang tắc, vâng, nhưng mà đèn xanh thì người ta vin vào đấy là người ta vẫn đèn xanh, vâng, và người ta vẫn cứ lao vào đi, vâng. Và khi người ta lao vào đấy rồi người ta đứng im ở trong giữa ngã tư đấy là gây tắc cả hai cái hướng đối diện nữa, vâng. Và như vậy thì chỉ có làm trầm trọng thêm cái việc tắc đường đúng thôi rồi, chứ vâng, và chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, vì người ta vào đấy người ta có đâu đi đâu. Đúng rồi. Thì thà người ta đứng ở phía bên này đi. Tức là ví dụ là, đấy là trong một cái ngã tư mà ví dụ 30 xe thì sẽ xử lý khác một cái việc mà 70 xe trong đó đúng không anh? Đúng rồi. Cái này nếu mà nói về luật thì cái đâu đó trong cái đây là vẫn là một khoảng trống của luật giao thông của mình, là mình mới quy định là đèn xanh thì anh được đi, đèn vàng anh phải dừng lại, đèn đỏ anh không được đi nữa. Vâng. Thì có lẽ là con đang chúng ta phải bổ sung quy định. Vâng. Như ở bên nước ngoài thì mặc dù đèn xanh nhưng nếu anh không có khả năng ra khỏi ngã tư, vâng, khi mà đèn đang còn xanh ấy, thì anh không được vào. Đúng tức rồi, là có tóm lại là anh không được gây cái việc là gia tăng xung đột. Xung đột ở trong cái ngã tư. Dạ vâng. Kể cả trong những trường hợp mà chúng ta hay nhìn thấy là gì, là lên cầu vượt hoặc là đường dẫn lên các đường vành đai, đặc biệt trong các giờ cao điểm rất nhiều xe đi đang đi đúng ấy. Thế nhưng mà có một chiếc xe lại đang đi không phải là làn đi lên trên cầu nhưng họ lại lách vào. Không chỉ là không nhường đâu cho các xe đi đúng đâu, họ còn ra tạt đầu cố gắng chèn lên, thế là thôi cả một cái đoạn đường lại thành đằng sau là tắc. Cái đấy thì nó rất là tệ rồi. Vâng. Thực ra nó không chỉ vi phạm đâu mà nó gây cả cái bức xúc và đặc biệt là gây lên những cái vụ va chạm. Vâng. Ở những cái nút nó đã rất là tắc như vậy rồi, tức là những cái chỗ đây giống như cái điểm nút thắt của giao thông, nó rất là hẹp rồi, thông thường rất đông. Thế cho nên là nhiều khi là chỉ là vì cái việc là có nhường hay không nhường thôi mà dẫn đến là xô xát đánh nhau đúng không anh? Lúc đấy thì đôi khi chúng ta phải nhường ngược lại cho những người vi phạm. Vâng. Thậm chí chúng ta phải thỏa hiệp với cái sai bằng cách chúng ta thôi thì tôi phải nhường cho, mặc dù ông sai mình vâng, phải nhường. Không thì lại tắc đường hoặc không thì va chạm. Mà có những người ta đi trên đường đúng không anh, là họ không chịu kém cái người đi bên cạnh, không chịu kém cái người mà đang đi cùng chiều của mình. Họ không cho vượt, kể cả xe ưu tiên, xe cấp cứu, cứu hỏa, rồi là xe dẫn đoàn. Họ cũng cảm thấy là gì, là khi mà mình bị vượt hoặc là nhường cho một người khác, đúng người rồi, ta khó chịu. Cái đó thì nó lại là một cái thứ mà nó tôi cho nó cực kỳ xấu xí. Vâng. Phải gặp trong tình trạng này mới là rõ ràng này. Vâng. Trên các cái đường cao tốc đoạn ở miền Trung ấy, vâng, mà cái đường cao tốc nó chỉ có một làn, vâng, lâu lâu mới có một đoạn để vượt ấy. Vâng. Lâu lâu mới có một cái đoạn mở rộng ra hai làn để vượt, hoặc là những cái đoạn mà đường có vạch đứt quãng, vâng, để cho các xe sau vượt ấy. Thì rất là tệ, ông gái, là cái đoạn mà đường cấm vượt ấy, hoặc là cái đường mà chỉ có một làn ấy, vâng, thì cái xe đấy, cái xe chạy trước mình ấy, người ta chạy chậm, chưa tới tốc độ tối đa, vâng, nhưng đến cái đoạn đường đôi ấy, thì ông lại tăng tốc này, vâng, ông chạy hết tốc độ tối đa thì gây ra cái câu chuyện là nếu mình muốn vượt ấy, thì mình quá tốc độ, đúng rồi, mình quá tốc độ, vâng, chính xác, và mình không vượt được cái chỗ đó, vâng, cái sau rồi đến cái chỗ kia thì người ta lại đi từ từ, vâng, thì tức là làm cho một cái việc mà mình tham gia giao thông nó rất là bức bối. Vâng. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái việc nhường đường chúng ta nó giúp chúng ta thoát ra khỏi cái ách tắc giao thông sớm hơn. Và rất mong rằng là khi mà khán giả theo dõi những cái hình ảnh và những cái chương trình như thế này thì sẽ ngày một
nâng cao cái ý thức hơn và làm thế nào để những cái hình ảnh khi mà chúng ta đi trên đường. Và em thấy là gì, là khi mà mọi người nhường ấy thì người ta sẽ nhận lại là gì, là một cái gật đầu, một cái giơ tay cảm ơn, một cái nụ cười. Và lúc đấy thì cái quãng đường đi phía trước, em cảm thấy là khi mà mình nhường ấy mà mình nhận được lại lời cảm ơn như thế, kể cả không được nhận, nhưng mình cảm thấy khi mà người ta đi đây đi sang mà người ta có một cái mà người ta thư thái hay là người ta dễ dàng hơn thì mình cũng cảm thấy cái quãng đường phía trước nó cũng là vui vẻ hơn, nó cũng thông suốt hơn, đúng không anh? Và đây cũng sẽ là những hình ảnh mà kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Dũng đã tham gia chương trình. Cảm ơn anh. Cảm ơn Duy Anh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.